Rồi cô bác ơi, đó cô bác biết cái xài này xài gì? Buổi sáng đi chọc xài nghe, mới sáng sớm đi chọc xài, nó cũng giống như mình tập thể dục đó cô bác. Cái này là nhỏ, hồi giờ thành viên mới. Bên sữa máy miền Tây đem qua hai thằng nhóc nữa đó. Thằng nhỏ này với thằng bông bông kia nữa. Bông bông kia chạy đâu mất rồi. Ồ, quá xá quậy luôn, quậy banh chành cái đống dừa nè cô. Nó quậy gom gọn nó chưa dọn đi, nó quậy banh chành. À, xoài này là xoài Cẩm Vân hả cô bác? Giờ nè, sáng giờ mình chọc được một sọt xoài này chắc cũng cả mười mấy 20 kg đâu cô, cái gì chứ nhiều lắm nha. Đây là xoài thì nó nặng dữ lắm. Xoài Cẩm Vân thì nó đỏ đỏ gì nè cô bác, ăn thì nó cũng không ngon lắm, nhưng mà nó không có chua hung, có nghĩa là nó hơi có bột đó cô á, nó hơi có bột, nó không có giống như xoài Cát Hòa Lộc á thì nó mịn, còn xoài này thì nó hơi có bột, mình tưởng tượng nó hơi có bột. Còn mấy cái xoài kia thì nó mịn hơn, nhưng mà xoài nhìn rất là đẹp cô á. Còn ở dưới này hai nhỏ này đi chỗ khác chơi đi con, cho nó quán quán gì vậy. Chơi không ngừng, nó rượt đuổi nhau. Mèo này không, mèo nha. Mèo nhưng mà mèo chó nha. Đó. Đây, ở đây là xoài Cẩm Vân hả cô bác? Trái này thì mỗi trái chắc cũng hơn nửa ký đó cô bác ơi. Đó. Không biết vô phim cô bác thấy bự không, chứ ngoài thì nó bự. Còn ở dưới này là xoài cóc. Xoài cóc nè cô bác. À, xoài cóc nha. Trái thì cũng chưa già hung, nhưng mà mình vẫn hái là tại vì sao? Tại vì đợi tới mà nhiều quá trời ăn đâu có hết cô bác. Tại vì bây giờ mình hái mình ăn dần. Đó, đây nè, năm nay thì xoài ít thôi cô bác ơi, chứ không nhiều hung. Đó. Trái thì không bự hung ha. Trái xoài cóc, xoài Cẩm Vân thì được 2, 4, 6, có 7. Trời ơi, cái máy mình nó bị đầy bộ nhớ của cô, nó ngưng ngang, không biết nó ngưng từ cái lúc nào. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có 2, 4, 6, 7 trái xoài Cẩm Vân ở đây thôi. Rút cái điện thoại quay trên khúc nhiều khi cô hát chưa thấy cái trái xoài Cẩm Vân nó ra làm sao. Xoài Cẩm Vân đó. À. Ở đây mình có một số loại, ví dụ như là xoài Cẩm Vân thì mình đã chọc cái cây này nè cô, phải không cò? Phải. Đó. Rồi có cổ ong kìa, sát bên kìa, thành ra không dám lại gần mà không biết làm sao đuổi nó đi. Bữa rồi lấy thuốc cỏ xịt nhẹ nó cái cô á, để cho nó hôi nó bỏ đi đó, mà cuối cùng nó cũng không bỏ đi. Sợ ở đây á, mình đi tới đi lui có thể quen không đánh, nhưng mà người lạ đi ngang đây đánh đó cô. Bữa hôm bé Vi đi ngang đây nó đánh cái thành ra cũng rất là nguy hiểm. À, tìm cách đuổi nó đi chứ không để đây được. Với ở ngoài kia có ổ ong vú bò kìa, bự cũng khủng khiếp lắm. À, đây là xoài Cẩm Vân, kế đến là xoài cóc, kế đến là cây xoài cóc luôn. Kế đến bên này là xoài thanh ca. Xoài thanh ca của giới thiệu là phải giới thiệu cái trái luôn đấy, nhiều khi đấy. Xoài thanh ca đây, cái trái nó thì xấu quắc à, nó gì nè cô, cái trái nó dạng như èo ọt mà nó ốm nó dài vậy nè, nhưng mà thật sự chín rồi ăn cái vị ngọt rất là thanh, xoài ăn cũng ngon đó nè. Ở đây là bị con này con kia nó ăn, nó ốm nó dài vậy đó, mà nó không có bự hung nha. Cái này là xoài thanh ca, còn ở ngoài này là xoài cóc, xoài Cẩm Vân, rồi xoài cóc, xoài cóc, xoài cóc, xoài cóc nữa. Bữa nay là cái bông của mà hoa ống điếu cũng vẫn còn luôn nè, có thấy lâu dữ dằn không. Còn này là xoài cóc nè, mình tiễn mớ là còn mớ nữa nè, có thấy nè, còn trái là gai nè. Ở trên nữa kìa. Ồ, quằn quằn xuống mà có cái tổ ong hay gì nó đánh nó bỏ mạng luôn. Đó, xoài cóc. Khúc cua thay đổi không khí nha. Xoài cóc thì có trái là gai cô. Đây nữa nè. Đó, xoài cóc nữa nè. Ở quê mà chỉ có cây trái thôi, nhiều thì mình không có trồng kinh doanh cô, chỉ trồng ăn chơi thôi. Xoạc cây này cây kia rồi vô chơi. Cái đống dừa này chưa kịp lọt nó hổm gai đi hoài không có không. Rồi dọn dẹp nó thì mấy con chó nó bư ra banh chành, mình gom lên một đống gọn rồi có. Lại đây nó bư, rồi hôm qua trời mưa cái nữa nhìn chèm nhẹp thấy ghê quá.
ở xung quanh nhà. Xoài, xoài này là xoài Thái á cô, ngày nãy cũng có trồng. Cái điện thoại ngưng nữa ta. Hôm qua đi mắc mưa hình như là nó muốn điên luôn. Sáng mới thức bởi vì cái giọng nó giống như là bệnh nhân vậy đó. Có trái lai gai đó. Ở đây mình cũng đó, ở đây thì cũng rụng nhóc trơn rồi quá, rụng nữa nè, rụng nữa nè, rụng nữa nè, còn bên đây thì rụng nhóc trơn nữa nè quá, rụng. Thì ra ở trên cao thành ra quay hơi khó thấy chút xíu quá, tưởng tượng rồi. Còn này là mít. Mới dọn sơ được cái vườn này mà dọn sơ thôi có chứ chưa có dọn kỹ được nữa. Dọn được một phần nào thôi. Quá xá gặm gạp luôn rồi. Rồi mấy cái vườn bên kia kìa như là cái rừng gặm luôn. Tranh thủ dọn. À, công việc không có kịp. Nên mít này trái nhóc hết trơn mình bỏ đại luôn. Mít này để ăn chơi chứ đâu có buôn bán gì. Nếu buôn bán thì người ta sẽ tỉa, ví dụ như ở đây bốn trái thì tỉa còn hai trái thôi. Nhiều quá nó không đủ sức của bác, nó eo ọt không nên thân. Nó trái nhóc trơn trên nữa nè, có thấy nè. Rồi trái này thì nó dạt hàng cú đế rồi nè. Cỏ thì mình xịt cho nó có xịt để cho nó lụi bớt rồi bắt đầu mới lấy chém cỏ chém một cái nữa. Cho mình xây đây dòng cô bác tham quan cái khu rừng của mình. Cái này gần ngày trong còn vườn nữa quá. Không có đủ cái thời gian mà để mình dọn dẹp. Chứ để cái vườn mà thấy nó âm u gặm gạp gì nó bứt rứt. Đi tới đâu nó sạch sạch sẽ gọn ghẽ tới đó, chứ để gì thấy nó kỳ cục tự xấu hổ. Dọn cho nó gọn ghẽ mấy chém chém nó mới được. Chém cái này chắc cũng cả nửa tháng mới xong hết khu này của 7-8 ngàn mét vuông. Mít cái này mơ chứ phải mít của ốc mơ, cái mơ trà bá nè, cái mơ nó chắc là cũng cả chục ký. Đây là bốn trái rồi, bên này bữa không mấy trái nữa mà nó thúi nó rụng luôn, mình cũng không có. Sao cái điện thoại của mình nó đơ hoài vậy ta? Nó hết hạn sử dụng. Chuối này là chuối cao nè, có cao đó, nhìn mùn chuối phát rầu hết sức. Nếu mình trồng cây chuối đó các bác ơi, thì cái cây chuối của mình trồng đó, khi nó ra bù nó không nên thân, mà phải tới cái thế hệ con của nó thì mới nên thân thì nó mới có sức. Còn cái cây mẹ mình bứng nó đã mất sức rồi, thành ra mà khi mà nó trổ cái buồng cũng không nên thân. Ví dụ như đây cũng có được cái buồng này mà phát rầu hết sức, nhưng mà đây là dấu hiệu bắt đầu có buồng, có nghĩa là nó đã có con rồi đó cô bác. Những buồng chuối có buồng là ở dưới là bắt đầu chuẩn bị nó có con này cô bác. Giờ này nó thiệt chứ bộ, nó có sách mách có trứng lên con rồi nè. Và những cây kia bắt đầu nó lên con nhóc chơi rồi đó. Từ từ dọn dẹp là gọn ghẻ là sạch sẽ rồi cô bác ơi. Quá xá rồi. Dòm nè, cái khu rừng của mình. Có tao thấy cái vườn nó mới sợ. Hết hồn, hết vía không. Xịt rồi đó cô bác, bữa rồi mà không xịt ha, mà quay phim một cái cô bác ói luôn. Mía nè, mình trồng được bụi mía nè nha. Dòm nè, rảnh rảnh lại đây chặt cây mía ăn cũng được nha. Mía bự tốt lắm nha. À, dòm nè, trồng được bụi mía nè. Cây mía cao cả 2-3 thước rồi đó cô. Mía nè. À, trồng đây mấy cây nữa nè. À, mía nè. Cao dữ lắm luôn. Cao mà dơ thẳng tay không hết luôn đó cô bác. Dơ nè, dơ thẳng tay là hơn 2 thước đó, mà cái cây bên này nó cả 2 thước rưỡi 3 thước rồi, nó gãy cái đọt luôn nè. Cây này nè, cây mía này cổ thụ rồi nè, nó lên phấn gì là nó ngọt rồi đó cô bác, nó có đường rồi đó. Thuốc trời luôn. Rồi này cái xài Thái cô bác thấy trái cũng nhóc hết trơn đó ha, trái chùm chùm đó rồi chơi thôi. Còn cái bà bên kia thì cũng xịt cỏ rồi cô bác ơi, mà quá xá rồi, quay gì xấu hổ chết luôn giờ. Hết hồn không, xịt rồi mà nó còn gì đó rồi cô bác đủ biết là bữa hổm nó còn khủng khiếp tới cỡ nào. Cái xoài này ngã luôn, ngã cái xoài đây, ở đây có cái xoài mà ngã, ở đây còn cây nữa nè mà cỏ rác cô bác dòm kìa, nó lên mịt mùng ở trên cái đọt cái dừa luôn. Ghê gớm không, hết hồn hết vía không. Này tranh thủ chém đơn thôi nó sống lại cô bác, cô mình xịt gì chứ nó chết cái lớp trên không, cái lớp dưới nó đâu chết, bây giờ nó xanh dợn rồi kìa. Thấy không mực, thấy không con, xanh dợn rồi, thấy không lùng quá à, đi vô mấy cái bụi cỏ mất tiêu.
Đây quay nguyên cái tóp lâu la nữa, đi guồng chuột hay gì đó. Cái bà kia nó ui quá xá rồi. Nhìn thấy ghê quá. Thấy gì chưa, bỏ công ra khoảng nửa tháng chém cỏ đó cô. Ừ là sạch sẽ ha. Nhưng mà công việc đột xuất hoài nhiều khi là mình không có tự chủ được. Ví dụ như đáng lẽ cái công việc của mình đó mà lai ra ở vườn này không á, thì mình dọn cái vườn này sạch bon của bác. Mình dọn xong rồi cái bắt đầu cũng quay lại mình dọn một lần nữa là có thể là mình nghỉ được cả tháng á. Còn nếu cái này dọn cái rồi bỏ lê bỏ lết cái kiểu này lâu lâu dọn lại lần nó cực dữ lắm, chẳng thà mình dọn lai gai hoài á, nó ít nó đỡ, còn nhiều như vậy dọn chẳng ai chạy vô quay hoài thấy ghê quá. Phải cái giường mà đẹp đẹp mình quay còn tự hào, quay gì đâu mà thấy ghê hết hồn. Đây là cây nè, này là cái gì à, cây mãng cầu ta nè có ôi cỡ này bông dữ dằn bông luôn, có thấy bông không, nói gì cho thấy bông mới lạ. Giờ nè bông nè, bông mãng cầu ta nè, bông mãng cầu ta nè, nói chung là bông bông dữ dằn luôn, bông còn như tính mà nó nhiều hơn lá nữa đó cô bác. Thật sự á, bông mà nó nhiều hơn lá nữa đó, nhìn xa thì không thấy đâu, cái bông nó nhỏ xíu à. Giờ nè nó rụng lá rồi nó mới ra bông cô bác, dòm bông này nha, để mình kê cái tay vô chắc cô bác dễ thấy bông hơn nè. Bông này, bông này, bông nhỏ bông lớn gì nhóc hết trơn luôn nè đó. Mà cầu ta cái này là phải bịch lên nữa cô bác, chứ để như vậy á, thì nó không có ăn được. Dòm nè nghẹt bông hết trơn nè. Nhưng mà nó tiệp với cái lá cô bác khó thấy, nhưng mà bông thì vô số cô bác. Ừ. Dòm nè. Để cô bác nói mình nói dốc nữa. Bông nghẹt chân ha đó. Nó đều hết trơn luôn, nó muốn nhiều hơn lá luôn đó. Đó, tại vì nó rụng lá rồi nó ra lá mới lại bắt đầu nó có bông. Còn ở trong này á là cây chanh siêu trái luôn quá. Bây giờ lấy giới thiệu cây chanh mà trái nhiều hơn lá của bác đó, nó dốc nữa chừng nè, nghẹt hết trơn, đầy hết trơn luôn, nhóc trái hết trơn của bác chị không nè, ghê gớm không. Giờ nó ra trái non 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 nhóc hết trơn luôn, cô bác cũng thấy không ta nè, ra trái non 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 vậy nè, trái chút xíu 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 vậy nè, nhóc hết trơn luôn nè, gớm nè, tôi lưa tùm lum hết. Nói chung là nó có trái đó nha, chứ không phải là cái chanh bê đê đâu. Cái chanh này chanh có trái, còn ở trong này là chuối, trời mưa đổ ngã gì tùm lum rồi kìa. Nói chung là phải bỏ công ra dọn dẹp. Mạng cầu ta thì bông cũng nhóc luôn. Mình muốn sọt cây này cây kia để có trái này trái kia đồ chơi, nhưng mà phải trong cái diện quy hoạch, có nghĩa là nó có hàng lối này kia đàng hoàng, chứ nó không có tùm lum rồi nhìn thấy những cái rừng tại này cỏ quá xá cỏ rồi. Bây giờ biết sao giờ, dọn dẹp chém xong là ở đây là một hàng chuối, bên này là hàng dừa, kế bên nữa là hàng chuối, có quy hoạch hết vậy đó chứ không có loạn xạ. Giờ mình trồng rồi cũng còn chừa cái đường đi à, nó khoảng chừng 2 mét à, gọn ghẽ giả sử gì đó. Còn mấy cái ao này bỏ không rồi có ơi, định trồng lại mấy cái sen chơi mà trồng nó chết hoài à, nó phèn quá phèn rồi à. Để đợt nào rảnh rảnh rồi mua chừng 4-5 bao bao dâu gì đó bắt đầu giải xuống. Có người chỉ là bỏ chuối xuống cô bác, nhưng mà nó chỉ là tạm thôi, còn mình muốn nó lâu dài thì chắc phải bón vôi lai gai hoài. Tại vì phèn ở dưới nó rỉ lên á, cái ao của mình nó có sình nhiều á, cái thành ra ở dưới nó rỉ lên hoài. Phèn á thì cái gì nó cũng không chịu cho có đất phèn. Ao rộng ở đây thì mình tới ba ao, là còn tới ba ao rộng luôn, mà mỗi ao này bề ngang cả chừng 20 mét luôn cô á, mà ba ao mà bề dài khoảng chừng 40-50 mét lận, dài lắm. Tại cái này nước ròng diệt xác rồi đó, mình mà xả nước lên nó lên tấu thuốc ở trên này nè cô á, thì cô á mới thấy dữ dằn cái ao nó rộng. Ở này là mấy cây bơ mình trồng nè, cũng bự bự rồi, chắc 1-2 năm nữa có trái. Cái này là dừa lửa mới trồng lại thêm nè, dừa dài để trồng dừa nữa nè, dọn cái khu này hổm trồng hoa nè cô á, hoa 10 giờ Đà Lạt nè, trồng dài dài hai hàng bên đây luôn chứ đằng trước nữa. Mà cái đợt rồi á mùa nước lên á cái bắt đầu nó lúc nó chết trơn,
Còn có một số trên này nó còn sống thôi. Ở đây trồng xả nè, trở lại mấy cây xoài thái hổng gài bẻ gần hết rồi của bác ơi, còn một số trái thôi, còn số trái của bác thấy nè, thấy người ta họ là thấy lá không cặp ăn vàng chứ để mà nhiều rồi đó bắt đầu cái mình ăn không kịp, ăn lai gai mình không có vú rồi bác, có nghĩa là hái vô một sọt vậy đó, cái nào chơi trái nào chín cái mình ăn, trái nào chín cái ai lấy ra ăn, trái nào chín lấy ra ăn gì đó để cho nó tự nhiên vậy đó. Bữa nay quay xoài chơi đó, trở vô cây dâu của mình, dâu thì cũng trái nhẹt hết cô bác ơi, không lẽ nói dâu trái nhẹt mà giờ không quay trái dâu, cô bác nói mình nói dốc quay trái dâu đó. Có thấy trái dâu chưa ta? Không là nó rụng gần hết rồi đó cô bác ơi, nó rụng khoảng chừng 70% rồi đó, tại nó già quá rồi, tại cái dâu mình nó có trái sớm, dâu người ta cỡ này thì mới bắt đầu có trái, còn dâu của mình nó thì trái sớm. Cô bác dòm nó rụng nè, dòm nè thử dần không nè, hết trơn rồi cô bác, dòm nè nó dốc rồi cô bác coi nè, nó rụng nè, nó rụng mà lớp 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 dưới này luôn. Dâu nè, trái này nó già quá nó rụng rồi, để tách ra cô bác xem. Nó vàng rồi nè. Vàng nè cô bác, rồi cái tay mình dính mũ xoài không à. Nó vàng vậy nè. Nhưng mà ăn vô nó chua quá cô, nó chua lèm luôn. Mấy vừa rụng. Xoài nè, mình còn được mấy chùm xoài nè. Ồ, giống xoài giả quá ha. Chùm chùm nè. Dưới này cũng còn mới nữa nè, cái này già dữ dằn lắm rồi. Còn đây là cây bơ BD của mình rồi cô bác ơi, trồng mười mấy 20 năm rồi không bao giờ có trái, cái gốc đó thì chà bá luôn, nó cao ngút khỏi nóc nhà luôn cô bác, mà nó không có trái, còn dừa thì siêu trái luôn. Giờ nè, nó ra buồng mới nè cô bác xem nè, trái dữ dằn luôn, nó qua đợt cũ rồi bây giờ nó ra rồi buồng mới thôi, trái nghẹt hết luôn, trái như trái cao nhóc trơn đó. Còn hôm nay thì bơ nè, chắc này xin ở đây một cái nữa cô bác xem nè, đó, ông cụ mình đang coi phim ở trong, nó nghe cái tiếng mỏ nhọn của mình lép nhép á. Rồi ở ngoài quay xài được chơi, quay buổi sáng cô bác ơi. Dòm dò cẳng nó nè, chút xíu nó vô nhà mới ghê, bởi vì đóng cửa nó nè, thằng nhỏ này nữa nè, thằng nhỏ trắng này với thằng kia là một cặp đó, mới nhập về thêm đó, hồi đó khủng khiếp quá sợ quá nuôi nhiều ngán như lắm luôn cô bác ơi, thật sự kẹt lắm mới nuôi thôi chứ nuôi nhiều quá sao mà chịu nổi nhưng mà lỡ là thấy nó mình không có nuôi sao được, không nuôi rồi bỏ cho ai giờ chứ nuôi nhiều ngán dữ lắm. Bây giờ chó mèo nó ăn còn hơn người ta ăn 7 con rồi, với con mèo nữa là 8 con. Nhưng đây cái mít hết hồn bự không cô bác, cái mít này là siêu bự luôn đó cô bác, giờ hôm nay trái mít bay lớn, trái mít bữa nay gán gán chắc cũng cả 15-17 kg đó cô bác, tin hết hồn chứ mít. Ở bên này thì trái này nhỏ hơn, trái này chắc khoảng cả 10 kg 12 kg gì thôi mà nó bự dữ lắm, mà không biết chỗ phim nó làm sao, giống như mình nói dốc rồi. Đây một cặp nữa nè, ở đây 3 trái nữa nè. Đó, thôi bẻ bớt trái này đi cô bác ơi, tại nó nhiều trái bự kia rồi, thêm cái này chết rồi, tước hư nhánh rồi, nó lại cắt đàng hoàng chứ làm gì nó hư cái mít. Nhưng mà cái này là mít bỏ cô bác ơi, cái này ăn uống gì, tại ở đây mình đầy hết trơn, nhóc hết trơn kìa, đằng đó trái cũng nhóc trơn nữa kìa, nhóc hết rồi, nhiều quá rồi. Rồi xoài, xoài thì tựa lưa tùm lum cho khó thôi, đằng kia đằng này nhóc hết trơn, cây ngô đồng đẹp ghê ha. Đó, mấy cái bèo của họ lấy cho núi cắm về nè, đó, lá lú trời mưa nó rụng tùm lum hết cây bồ đề. Rồi, cái điện thoại mình nó đơ nữa là ta không biết nó đơ gì sao nhưng mà hoa mẫu đơn nè, mẫu đơn Pháp nha,
hôm trước là còn có mấy cái chum mấy cái ấy rồi mình để kỷ niệm ngày xưa đó. Rồi. Xoài. Nó kết thúc cái phim được rồi. Xoài rụng nè. Nó ốp mấy cái lan lên nè. Lan nữa nè. Lan này ốp bữa nay nó tốt rồi đó cô, nó bám rồi nè. Giờ nè. Nó ra rễ xanh nè. Là bám tốt rồi đó. Nè. Lan ốp gỗ. Còn mấy cái lan trên núi cắm về rồi cô, bữa nay di chuyển vô trong này luôn rồi. Nó eo ọt quá cô bác ơi. Để cho tuốt trong này để cho nó có cái độ ẩm đó, nhưng mà khí hậu ở đây có lẽ nó không hợp. Có cái cây củ bí kỳ nam á thì nó quá tốt luôn. Còn lan thì nhìn nó eo ọt quá, nó rụng còn một hai lá, mình thấy cái tình hình này nó không có khả quan rồi. Chắc khí hậu nó chênh lệch nhiều quá, nó chịu không nổi. Kia 1080 m, còn mình ở đây có 20 m so với mặt nước biển, nó chênh lệch nhiều quá. Lan nè, hoa quá nhiều quá. Quá nhiều. Quá nhiều hoa luôn ha, quá chịu nè. Hoa nghẹt hết. Nhóc. Bên này cũng nhóc hết nữa nè. Rồi, xây đây một vòng cô bác thăm con chơi. Xài này xài cắt chu cô bác. Ngoài kia là xài thanh ca, cắt chu nè. Rồi tới xài thái nè. Tới xài cốc nè. Tới xài cẩm vân nè. Tới xài thanh ca nè. Rồi tới xài cốc nữa. Đằng kia là xài Đài Loan. Cái xài Đài Loan dưới bến của mình á. Mà lại đi hút rồi. Cái motor này bỏ tứ lan. Không có đầy luôn. Vẫn hư lên hư xuống hoài ghét rồi giờ. Rồi còn mới thì kỹ rồi giờ nó hư lên hư xuống hoài. Trái mít hồi nãy hái nè. Rồi. Trời ơi. Trời con chó nó hết hồn nó lạ lạ. Rồi. Trời mưa. Rồi con nhỏ kìa nhỏ kìa. Nhỏ. Biểu ai. Biểu ai. Biểu. Biểu. Nhỏ 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 nhỏ. Biểu ai. Quậy xám hồn luôn, thay dép của bác ơi, hở cái là mất đôi dép là nó đó, hở mất đôi dép là nó đó. Còn nữa nha. Con này nghe nói là giống chiêu hua gì đó. Nhưng mà nó lai rồi cô bác ơi, có nghĩa mẹ chiêu hua hay là cha chiêu hua gì đó. Chứ không phải là giống gặt hai mẹ cha chiêu hua hết. Nhưng mà nó cũng nhỏ con, tại thấy nó lụng tiệt. Phần này là chắc không có cao hung rồi. Nhỏ nó không có bao lớn rồi. Bữa rồi căng thử là nó 2,5 kg hiện tại đó, 2,5 kg đó. Nếu mà đúng cái giống chiêu hua của bác ơi thì nó có mấy trăm gram, 800-900 gram hoặc là 1,5 kg tùy giống. Nhưng mà cái giống mini của nó đó là có khoảng 1 kg đổ lại thôi cô bác, giống mini đó, bỏ túi được đó, bỏ vô cái cốc được luôn. Mà cái giống trung bình thường của mình sẽ thấy là khoảng 1,5 kg là cái giống chiêu hua trung bình đó. Còn cái giống lai này kia thì nó bự rồi có ơi. Chiêu hô là ở Mexico, gốc của Mexico. Mà thằng này nó lanh thiệt. Này quá sợ lanh luôn. Nhưng mà không phải gặp con nào cũng lanh đâu. Cái con mà để trên cái hình đại diện của mình là con giống chiêu hô đó của ớt. Lông sát màu vàng đẹp lắm, khôn lắm. Mình đi mà không cho nó theo là nó chảy nước mắt cùng gồng. Cái con hình đại diện của mình nó là Pi. Rồi định đặt lại thằng nhỏ này là Pi. Pi. Pi, nó chưa có biết tên của bác ơi, nhỏ nhỏ để nhớ kỷ niệm con chó cũ của mình. Pi. Pi, biểu, 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 biểu không? Biểu, nó kêu biểu thôi chứ nó chưa có biết tên của nó. Nằm thứ ba. Này nhỏ con rồi, chứ không có lớn con đâu. Nhưng mà nó nhỏ ở cái mức nào thôi, chứ không có nhỏ giống như cái giống gặt được. Thằng này lớn lên trung bình chắc nó cũng cả 5-7 kg. Bây giờ thì nó còn nhỏ. Rồi ở đây thì hồi giờ nào nấy chân cẳng nó nè cô bác ơi, sình đất không nè. Bởi vì đóng cửa cỡ này trời mưa đâu có dám cho vô nhà cô bác. Vô nhà một cái là lau dọn đã luôn. Đây là bé mực nè, bé gấu, bé cò, bé mèo. Giờ bên đây là bé Pi, còn bé đốm kia nữa, trong nhà bé lu nữa, ở dưới thêm bé mèo nữa. Nhóc hết chứ. 7 con chó, 6-7 con chó chứ con mèo nữa. Mèo vài bữa mình nó vui nó đẻ ra một cái nữa rồi chết lớn.
Tại con mèo BD của bác ơi, nó có thai nhưng mà nó không có sinh con, nó có thai cái từ từ cái nó hư thai rồi, nó kỳ vậy đó, từ nhỏ tới lớn nó vậy luôn, cả chục năm rồi. Rồi Xoài Cẩm Vân đẹp ghê ha, ở dưới là mấy cái xoài Thái, xoài Đài Loan rồi đó. Nói chung mình chọc một sọt mình bỏ gì nè cô á, rồi bắt đầu cái nó chín trái nào lấy ra ăn trái đó, chín trái nào lấy ra ăn trái đó chứ không có vú. Còn bán thì không có bán, tại có mấy trái à, có năm rồi á. Mình còn một cái miếng đất ruộng ở bên này nữa nè cô á, đối diện với bên này nè, có miếng đất ruộng ở đây trồng 20 cây ở bển á, năm rồi nhiều lắm, năm rồi hái cả 2 3 bao á, nhưng mà năm nay thì nó cũng có mấy trái à, mình làm biếng không có qua coi nữa, có mấy trái à. Đó. Năm nay là xoài không có trái nhiều, năm rồi nhiều hơn, nhưng mà nhiều ít gì nó cũng vậy cô á cậu, nhiều ăn nhiều ít ăn ít rồi nó cũng mất tiêu hết trơn. Năm rồi nhớ cũng ăn nhiều lắm đó, mà năm nay sao trong có bụng mà không còn miếng nào chứ. Rồi xong rồi, vậy là xong xoài quá rồi. Xoài xoài vô nhà, vô nhà thôi. Bỏ cái này ở ngoài đi, cái áo mũ đi, cái áo mũ rồi cái nó đem vô, nó đem vô rồi nó dính mũ tùm lum ở nhà, nặng lắm nha, 10 mấy ký á, có cái gì đó chứ nhiều lắm. À, trước nhà mưa quá xa dơ, có giờ mấy thằng nhỏ là nó bư banh thành cái khu này chân của con, nó tha mấy chiếc dép nó chôn dưới này luôn, là thấy ghê không. Con nó dù vàng nữa đâu, nó tha đôi dép bỏ đây luôn, sáng thì nó tha đôi giày vô đây, hồi ôi quá giờ mà nó bư bư bánh ở nhà luôn, khủng khiếp không? Ghê gớm không? Ôi, ghê quá ghê quá. À, quay cho cô bác xem cái hoa chiều tím buổi sáng, cái này có bông lại nè. À, còn đây là hoa gì, hoa lài, có cô hoa lài cũng có bông đẹp ha, tự khen luôn. À, của hoa lài nè, bông nhóc trơn ha, bông thiệt á, không phải bông giả đâu. À, hoa lài còn kia là hoa chiều tím, bông quá xa bông ha, bông hoa không, bông xanh bông trắng rồi lại vàng, bông ơi bạn ơi, rồi quá xa bông luôn, bông hoa kiển. Buổi sáng á, chim kêu gần trên của bác ơi, chắc này hơi chưa chưa rồi, tại bữa nay mình ngủ trưa hôm qua đi, bữa nay 7 8 giờ mới thức, chắc này mới đi, chắc này chắc cũng cả 9 giờ rồi, nó buổi sáng chắc này cũng cả 9 giờ. Hả? Thôi chắc này vô được rồi quá cô, chứ quay hoài vòng vòng thì nó cũng có nhiêu đó. Lan quá xa lan luôn, trời mưa này mà thì mấy cái lan này nó thích dữ lắm. Có giờ này có bộ rễ của nó bây giờ cả 3 4 mét gì đâu. Có trời. Ở đây nè, trời dài 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 lại đây, dài lại đây, dài lại đây, dài lại đây, dài đây đâm tuốt ở trên kia. Có coi coi nó dài mấy mét. Nhiều khi có nó mình nói dốc cái lan gì mà nó dài 3 4 mét, có coi nè. Hết hồn. Nó thầu dài với đất, mấy cây ở trong kìa, cái bộ rễ còn khủng khiếp nữa, tại nó gần hồ nông bộ đó, có nước quanh năm nữa. Mấy cây ngoài này thì nó hơi cục hơn, nhưng mà mình cứ nhóng lên là nó cứ xả rễ xuống, nhóng lên xả rễ xuống là nó xả hoài luôn đó, tại cái này nó đụng đất nó không xả nữa nè cô á, mình làm biếng á, cái xiên xiên á mà nhóng cái cây lan lên chút xíu là nó không có đụng đất cái rễ đó nha, là nó ăn rễ xuống nữa, bây giờ nó đụng đất rồi nó cùng. Tại vì nó đụng đất đó cô bác, rồi cái gió nó đẩy tới đẩy lui cái nó bị tà cái đầu này nè, nó không có xuống nữa, đụng đất á. Nếu ấy treo lên là nó còn xuống nữa, còn mà nếu mà nó không có gió đó ha thì nó sẽ xuống đất rồi nó ăn xuống đất luôn cô bác, dòm nè khủng khiếp không. Dòm nè, gãy lan nè, nó như cái gừng nó thò tí nó ăn xuống đất luôn rồi đó, còn ở trong này nữa nè. Ừ. Còn mấy cây lan ở Tà Lơn thì đem đây,
Nhưng mà ở đây tuy có độ ẩm nha cô bác, nhưng mà cái không khí nó không có phù hợp. Ví dụ như không khí cái nhiệt độ ở bển nó có thể là trời lạnh của nó là khoảng chừng 15-17 độ. Ừ, cái độ lạnh vậy nó đã thích nghi rồi. Bây giờ về đây cái độ nhiệt độ nó khoảng chừng 20 28 tới 36 độ giả sử gì đi thì nó chênh lệch quá nhiều. Nó không có phù hợp. Nó cũng khó. Với lại mình đem về đây á cô bác là mình gỡ cho nó gọn gọn lại đó, tại đồ mình ba lô cái bữa đó về là đồ không hết luôn cô bác. Cứng hết trơn, có ghém cứng hết trơn tại mình đi đường xa. Với mình đem đủ thứ dụng cụ này kia đó, thành ra cây lan khi mình lấy về mình đâu có dám để nguyên khúc cô bác. Mình phải gỡ ra cho nó trụi cho nó gọn rồi mình mới đem về được. Thì nó cũng hơi mắc sức của nó rồi. Nói chung là ở bển đem về trồng không được cô bác. Có cây bí kỳ nam thì trồng được. Là tốt dữ dằn. Rồi, không gian yên tĩnh. Buổi sáng thì mấy con chim nó hót sùm làng sớm chứ. Lăng kiếm, lăng bồ câu. Rồi có ơi. Sao mà nó bị cái gì mà nó tắt lên tắt xuống rồi. Chắc là nó tắt nữa rồi đó. Rồi thôi bó tay rồi cô ơi, thôi vậy là mình ngưng phim đây cũng được rồi, để quay một vòng để cô ấy mình tham quan nha. Chắc này ồ mấy con chim nó biết hết hay gì rồi, nó hót dữ rồi đó. Rồi. Ở dưới này thì người ta chạy đi đồng đi ruộng gì nè đó. Mấy con chim nó biết mình ngưng quay rồi nó mừng quá, nó hót từ lưa chứ. Rồi vậy là phim mình tới đây là kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Nó nằm nè, hai lính mới nè, lính mới lính cũ này, lính cũ cũ mới mới đó. Rồi thì phim mình tới đây là kết thúc, rất cảm ơn cô bác đã xem tới đây. Bye bye luôn cô bác ơi.